là của đâu, của đâu ra. Anh cho em mấy cái giấy tờ anh đi viện cho xem nào. Mọi người ạ, à, chị tên là gì nhỉ? Dính, chị Dính. Chị Sù Thị Dính, sinh năm 93, là vợ của anh Sử. Bây giờ anh em mình chưa biết thế nào cả. Nếu mà liên quan đến phổi thì có lẽ cháu Hiệp sẽ không tiếp cận được gần lắm. À, mọi người có thể thấy là chị rất là gầy gò, xanh xao và yếu rồi. À, chị nằm trên giường như thế này là được bao nhiêu lâu rồi? Tất cả là mình làm hết à? Bế các thứ rồi đi vệ sinh các thứ. Mọi người hãy cùng chia sẻ video này nhé. Và nguyện vọng của gia đình là trực tiếp cấp cứu đưa chị đi thăm khám để chạy chữa. Bởi vì là xuống cấp như thế này thì khả năng là đi rất là nhanh. Đấy, cái cơ thể suy nhược rất là nhanh. Nên là mọi người hãy cùng chia sẻ và biết đâu giúp đỡ được anh này. Anh Sở thì là trước đây là ở một khu vực khác và được nhà nước hỗ trợ, nên là anh xây được cái nhà nhỏ nhỏ như thế này. Cho giấy tờ đi viện không? Còn giấy tờ cá nhân thì không cần. Chắc là ai giới thiệu em cho anh mà anh biết mà gọi em lên để khoa anh giúp này. Đây, Sù Thị Dính. U phổi, viêm phổi. U phổi, viêm phổi, ôi giời, thế này thì hết chưa? Hết rồi. Hết rồi. Ừ. Không còn tờ nào nhỉ? Không. Đi Hà Nội lần nào chưa? Chưa. Chưa hả? Bác sĩ bảo đi nhưng mà mình khổ quá, mình không có đồng nào. Thì không có đồng nào mình đi. Ừ. Hay lại về nhà. Ôi giời. Thế thì tức nghĩa là mình đang... Chị còn nói chuyện được không? Có nhưng mà... Thật luôn là tao hả? Để tỉnh. Là tao. Bụng chị to hay là do nằm bị thế? Có phải bụng chị to lên không? Vẫn to, to lên. Vẫn to một tí. To lên hả? Phương pháp điều trị nội khoa từ chối điều trị tiếp, tức nghĩa là gì nào? Tức nghĩa là không điều trị nữa hả? Ngày 9 tháng 9 hay 4, tức là vừa mới ra viện thôi hả? Ừ. Vào viện 30 tháng 8. Giờ ra viện là 19 tháng 9, đi tháng, đi viện hơn 1 tháng. Về là chị chỉ nằm thế thôi đúng không? Ừ. Chuẩn đoán là u phổi, viêm phổi. Ồ, thế này là bị ung thư phổi à? Đúng không mọi người? Chẩn đoán u phổi, hẹp ngang viêm phổi thì khả năng là bị ung thư phổi. Thế thì trước mắt thì em cũng không biết, bởi vì phải đi khám, phải đi thăm mà. Thế nên là tất cả những cái sinh hoạt nên là riêng hết, chế tiếp xúc với liên quan đến phổi. Thế thì khả năng là vợ của anh nó bị ung thư phổi. Chưa có điều kiện đi Hà Nội hả? Chưa có. Nhà mình là có châu bò lợn gà gì không? Không, không có cái gì hết. Không có cái gì hết. Nên là đã từng đưa vợ đi chữa một tháng như thế là hết nhiều không? Gần là 20 triệu. 20 triệu. Có bảo hiểm không mà hết nhiều đấy? Không, mình đưa pin. Vợ không có bảo hiểm à? Không. Em thì chưa tiếp xúc với bệnh nhân ung thư bao giờ. Như thế này thì chỉ có đi bệnh viện ca Hà Nội thôi, đi ca Tân Triều hoặc là xuống Hà Nội có mấy bệnh viện ung thư ấy thì mình mới khám thăm được. Đấy. Như vậy thì cũng rất là cần thiết đấy. Vì là mọi người cũng có thể hiểu là ung thư thì sẽ rất là cần, phải nhanh. Đấy. Chính xác là bị bao nhiêu lâu rồi? Từ năm nào? Hay là mới phát hiện là đi viện luôn? Không, từ năm nay mình không phát hiện thì hai lần nó không thấy. Tức là đi Yên Minh thì khác không ra. Mình phải đi lần thứ ba thì đi Yên Minh thì họ vẫn thấy, họ bảo là số Hàn Gia. Đi hai lần Yên Minh thì khám không ra bệnh đúng không? Lần sau thứ ba thì bắt đầu bác sĩ mới chuyển tuyến xuống Hà Giang. Đi Hà Giang thì vào khám khoa ung bướu thì bác sĩ kết luận theo như tờ giấy là u phổi, u tức là ung thư, ung thư phổi và viêm phổi. Thế thì tình trạng như thế thì sẽ rất là nặng, gần như là rất khó, nên là nếu như
mình đi khám hết 20 triệu đấy là mình bán bò bán dê hay là mình vay mượn của anh? Vay mượn. Vay mượn anh em rồi. Bây giờ gia đình là không có gì hết. Rất là khó nhỉ. Ngày trước chị có gầy như thế này không? Không. Ngày xưa chị nó béo. À. Bây giờ có ăn uống được gì không? Vẫn có. Ăn cây thì vẫn ăn được bắp. Được bắp. Một bữa là ăn được nửa bát hả? Ừ. Trước kia nó còn béo còn 52 cân, giờ này còn 40 cân. À. 52 cân còn 40 cân trong vòng bao nhiêu lâu? Tháng, 2 tháng? Một tháng. Nên là cực quá, nhưng mà vì em thấy chân của chị với tay của chị là gầy gò hết rồi. Đó. Như thế này thì chỉ còn đi luôn thôi. Nhưng mà bây giờ thì bản thân em không giúp được nhiều, chỉ giúp được 1-2 triệu thôi thì cũng chưa thể đủ tiền đi được. Đi Hà Nội thì mình cần phải có nhiều tiền. Đó, nhà mình khổ quá, mình không có được nào. Mà đây để em để em trao đổi với anh Thảo xem là sẽ phải nhờ đầu cầu, rất nhiều đầu cầu. Khi mà video này lên sóng thì mọi người hãy cùng nhau đóng góp để giúp đỡ chị Dính nhé. Anh Sử cũng không có chỗ nào để mà trông cậy nữa rồi. Thật sự là bây giờ nhìn chị thì xuống cấp rất là nhanh, phải nói là như vậy. Từ một cô gái gọi là không nên nỗi quá gầy, từ 52 cân xuống 40 cân trong vòng cũng có hơn một tháng thì thật sự là rất là nhanh. Một bữa chị chỉ ăn được khoảng nửa bát đến một bát thôi hả? Thế còn đi lại bây giờ trong người chị là bị như nào? Không phải là anh ngồi nói chuyện với chị xem nào, bây giờ tình hình chị cảm thấy như thế nào? Sắp đau tá, sắp tập thêm một cái kế nữa đi cả. Mệt quá, yếu quá rồi đúng không? Người chị rất là xanh xao và em cảm giác bụng chị to lên. Anh nói là chị bị gan nữa hả? Đấy là anh đi khám bác sĩ nói hay là như thế nào? Bác sĩ nói là mình bị gan nữa hả? Bây giờ đi Hà Nội thì sẽ cần phải có ít nhất khoảng 10 triệu thì mình mới dám đi. Đúng không? Đúng rồi. Đấy. Thế nên là mình cũng không thể vay mượn được ai đúng không? Đấy. Thế thì mới khổ. Đây để chốc em nói chuyện với ông anh xem hỗ trợ trực tiếp được không? Thì nếu được thì sẽ là đi luôn chứ mình cũng không thể chờ được. Đấy. Đúng không? Mình đi viện có một lần thôi đúng không? Cũng chưa là đi nhiều. Đó. Đó. Chị bây giờ chị có cảm thấy đau không? Mò hả tử? Mò pla. Nó bỏng đau. Nó bỏng nó có gan mà thứ. Nói chung là đau không vừa ngực đúng không? Đấy. Có ho nhiều không anh? Vẫn ho hả? Có lúc ho thì ho này nhiều. Anh bảo chị duỗi chân ra một chút xem nào. Yếu lắm rồi đúng không? Bụng to, có khi là em thấy da là cũng rất là vàng và cảm giác như là cũng yếu yếu nhỉ? Buộc cái cho đỏ đỏ để chân làm gì đây? Cái này đó cống thì cống. Cũng mấy lần rồi? Cúng thì mình không tính rồi. Cúng nhiều quá rồi à? Nhiều quá rồi. Mỗi lần cúng hết bao nhiêu? Mỗi lần bó Phật cống thì cúng thì gần 2 triệu thôi. Ôi giời ơi. Tổng hết nó bao nhiêu tiền đi cúng rồi? Tổng hết cái đấy đi cúng khoảng bao nhiêu? Và gần 10 triệu cái đấy. Thế chưa, chỗ tiền đấy đi Hà Nội thì có phải tốt không? Tại sao lại đi tin thầy cúng làm cái gì cũng biết chứ. Mình có phải đi vay một tí. Rồi, chắc chắn là sẽ phải vay mượn là cái chắc. Thế thì mình tin thầy cúng là bây giờ mình chết dở rồi đúng không? Đấy. Thế thì cái này bây giờ phải trao đổi trực tiếp và
đi ngay lập tức thôi, chứ cũng không thể nào mà chậm trễ được, bởi vì đã là u phổi thì không thể chờ ai hay là chờ thêm lâu được đâu. Hiểu chưa? Bây giờ nghiêm cấm là không có cúng nữa nhé. Cúng thì thầy cúng bảo thế nào? Thầy cúng bảo là có một tí ma thì thầy cúng cái này xong thì đi về thì đi đó, nhưng là mình không có đồng nào đi. Thế tóm lại là cúng xong có khỏi không? Không. Thế bây giờ thầy cúng có trả tiền cho mình không? Không. Ôi giời, đấy sai lầm nhá. Mọi người ơi, chia sẻ giúp mình đi một câu chuyện của chị Dính rất là đang cần gấp cấp cứu rồi, nên là những ai đang xem thì chia sẻ thả tim giúp mình với, để mình sẽ kêu gọi tiền trực tiếp cho chị này để chị đi viện luôn. Bây giờ gia đình là không có điều kiện rồi, không có cơ hội rồi, không có khả năng rồi, vì là tin vào thầy cúng cũng tốn kha khá, tốn khoảng chục triệu tiền thầy cúng nhưng mà cũng không giải quyết được vấn đề gì. Nên là rất cần một lượt chia sẻ của mọi người trong cái phiên live này. Trong nữa đủ đông mình sẽ kêu gọi tiền để cho chị ngày mai lập tức đi thành phố Hà Nội luôn, đi bệnh viện ca luôn. Nên là những ai đang xem thì chia sẻ giúp mình nhé. Thả tim chia sẻ giúp mình đi. Bản thân mình chỉ có thể hỗ trợ được 1 đến 2 triệu thôi, chứ cũng không hỗ trợ được nhiều. Thế nên là cần có sự chung tay của cộng đồng. Đúng rồi, bà nội Tú Vi và cô gái Nùng ơi, mọi người ủng hộ chia sẻ đi, mọi người ủng hộ một lượt chia sẻ đi. Tí nữa mình sẽ kêu gọi tiền nhé. Phải nói video này mình sẽ kêu gọi tiền giúp chị này luôn. Bởi vì chị tụt 12 cân trong vòng 1 tháng. Chị bị u phổi, viêm phổi nhé. Chuẩn đoán của bệnh viện tỉnh Hà Giang là u phổi và viêm phổi. Nên là Hữu Nguyễn ơi, chia sẻ đi, bà nội Tú Vi chia sẻ đi. Và cô gái Nùng ơi, mọi người chia sẻ và thả tim mạnh lên đi. Mọi người đẩy phiên live này lên thì mới cứu được chị thôi, chứ bây giờ bản thân cháu Hiệp thì chỉ kêu gọi chia sẻ giúp chị được khoảng, bản thân giúp được 2 triệu thôi, không được nhiều đâu. Ok. Chết rồi. Mình đang nói thế này vi phạm. Ok. Chị là bị viêm phổi nhá mọi người nhá. Đấy. À, u phổi chứ, chuẩn đoán của bác sĩ là u phổi. Đó. Thế nên là đang rất cần sự giúp đỡ của tất cả mọi người. Bây giờ đang chờ thầy Thảo xuất hiện, nhưng mà thầy Thảo sẽ hỗ trợ, kêu gọi tiền được thì đi luôn thôi. Bây giờ để xuống bệnh viện ca Hà Nội thì chắc chắn cần khoảng 1 vài câu nó lại vi phạm chính sách của TikTok nên là không tiện nói. Mới chơi nền tảng này sẽ không, mình không biết làm dùng từ nào để nói cho nó chuẩn. Đó. Một ngày chị ăn được mấy bữa? Bây giờ là chị yếu lắm rồi, chị không đứng dậy được mọi người. Không, mình dậy cho mình phải bế đúng không? Bế đi. Mình phải bế, vệ sinh các thứ là anh hỗ trợ hết hả? Đó. Bản thân cháu Hiệp thì chỉ hỗ trợ được khoảng 2m thôi. 2m và mọi người nữa. Rồi là bên thầy Thảo thì luôn luôn có các nhà hảo tâm lớn đứng sau, nên là mong rằng là video này sẽ nhanh được giúp. Bởi vì chị Dính này thì không còn nhiều thời gian, nếu như nói thẳng là bởi vì chị đi viện được 1 tháng rồi, xong là chị về, bác sĩ có ghi ở trong đấy là từ chối tiếp nhận điều trị nhỉ. Đấy, điều trị khoa nội và đóng cửa, hoặc là từ chối tiếp nhận điều trị. 270 người đang xem, mỗi người bấm nút chia sẻ một cái thì mới có thể giúp chị được thôi. Đó. Hy vọng chị Hoàng Hường chị xem được cái phiên live này thì mới giúp được. Đó. Thôi bỏ cái vải đỏ đi, không có cái tác dụng gì đâu. Nếu mà thầy cúng mà nói chuẩn mà chữa được thì bây giờ vợ anh đã đi làm thuê được rồi. Suốt ngày tin thầy cúng cái gì cũng vừa phải thôi. Đó.
mình chỉ sợ là lao phổi là lây thôi, chứ còn không thì mình sẽ chia sẻ. Chị ấy bị u phổi viêm phổi nhá, Nguyễn Thị Tám nhá, u phổi viêm phổi đấy mọi người ạ. Thật ra dùng mạng xã hội ấy thì đôi khi mình chỉ là chơi chơi thôi, nhưng mà những cái chia sẻ của mọi người là giúp được người khác. Và nếu như không may đến một ngày mình bị mà có người khác giúp như vậy thì mình cũng rất mong những cái lúc chia sẻ, đúng không ạ? Thế nên là hôm nay cho đi thì chắc chắn là một ngày nào đó mình cần, mình sẽ được nhận lại, nó là như vậy đó. Mọi người hãy cùng lan tỏa nhé. Mình hy vọng là hôm nay mình ngồi đây live khoảng 2 tiếng thì sẽ chốt được cái phương án là cho chị đi luôn, bởi vì gia đình anh ấy là hết sức rồi. Đây, nhà nước mới hỗ trợ xây được cái khung nhà như thế này, không thôi cũng chẳng có cái gì cả. Đó, hôm qua gọi cháu Hiệp và cháu Hiệp lên trực tiếp luôn, hôm nay lên luôn. Thì anh em mình cũng nghĩ là đến quay để đăng lên chia sẻ, và nếu như ai giúp thì sẽ đi thôi. Nhưng mà khi mà đọc cái kết luận bệnh tình của bác sĩ gửi về đấy thì là cũng bị hững một chút và không biết phải làm thế nào. Ngoài cái việc quay video thì anh em mình sẽ phát sóng trực tiếp như thế này và sẽ có những cái sự trao đổi với gia đình sau khi phiên live kết thúc. Nếu như mà đi bệnh viện Hà Nội thì chỉ có là sáng mai đi luôn và đi thẳng tuyến, cũng không có thể là chậm trễ thêm giây phút nào nữa cả. Bởi vì bây giờ phải đi. Bây giờ PK kiểu gì mọi người ơi, mình không biết là PK kiểu gì. Mình không dám comment STK lên đây đâu, bởi vì sợ nó sập like thì đến lúc là chẳng gặp được nhau, hoặc là bị xóa nick thì chẳng gặp được nhau. Nên là mình lên mình like như thế này và trông nữa sẽ trao đổi với gia đình. Nếu đi được Hà Nội thì còn biết được kết luận, kết quả nó như là như thế nào, còn nên chữa hay không, hay là có cơ hội nào hay không thì mới biết được. Đấy, chứ bây giờ mà chưa có kết luận thì mình cũng không thể buông bỏ được, không thể buông xuôi được. Đứng trước đồng bào của mình, đồng loại của mình thì mình ok, nên là mình sẽ không thể làm ngơ được. Cảm ơn mọi người nhé, những ai ở đây đã theo dõi Hiệp từ lâu rồi trên nền tảng ITB hay là phở bò thì mọi người biết rồi. Chị này là chị bị u phổi nhá, u phổi viêm phổi đấy. Tạm thời ở đây có bao nhiêu người muốn giúp chị thì mình mới dám nói, chứ bây giờ chỉ chia sẻ xong là như thế thì rất là khó. Bản thân mình sẽ hỗ trợ 2M nhé, nếu như chị được đi lập tức, và mình sẽ cố gắng xin một chuyến xe không đồng để chị đi thẳng về Hà Nội. Và cái kinh phí như chị bây giờ không biết là có bảo hiểm không, bởi vì là như anh nói là có bảo hiểm nhưng mà hết hạn rồi là ui giời ơi, Hương Nguyễn ơi, đến bây giờ mà Hương Nguyễn vẫn còn tin là chữa ca bằng cái nước kiềm lên trên tivi đấy thì tôi cũng đến chịu. Không hiểu mọi người được ăn học như thế nào mà lại đi tin chữa bệnh bằng nước kiềm đấy, rồi là chữa bệnh bằng cúng ma thì tôi cũng đến chịu. Đấy, 46 lượt chia sẻ rồi, mọi người hãy bấm chia sẻ mạnh lên đi ạ. Mình không biết PK kiểu gì, mình không biết bấm PK kiểu gì nên là khả năng sẽ không gặp được những người nổi tiếng rồi. Bây giờ PK kiểu gì chồng? Mời thôi. Mời à? Mời đâu? Không, bây giờ phải về bệnh viện ca thôi anh Nguyễn Thế Vĩ ạ. Chứ bệnh viện Bạch Mai thì chung quá, bây giờ phải vào hẳn ca để thăm khám, bởi vì bác sĩ Hà Giang đã kết luận chuẩn đoán là u phổi viêm phổi rồi. Đến bây giờ mọi người còn một số người còn tin mấy cái phương pháp chữa bệnh đấy thì chúng tôi đến chịu. Anh em mình ở vùng cao thật, nhưng mà nói thật xem tivi nhiều hơn một số người. 500 người đang xem, bây giờ dạy mình PK với idol kiểu gì đi. Bây giờ phải PK với những người idol lớn thì mới giúp được. Đúng rồi, phải về ca hoặc ông Biếu, hoặc là vào ca Hà Nội, đúng rồi. Nên là